Kết thúc phiên tòa kéo dài 2 giờ hôm 31 tháng 7, thẩm phán Loretta Bresca thuộc Tòa án New York đã yêu cầu Microsoft cung cấp bất kỳ dữ liệu thư điện tử nào thuộc quyền kiểm soát của công ty này, không phân biệt chúng được lưu trữ ở đâu, nhằm phục vụ hoạt động điều tra của chính phủ. Thẩm phán Bresca cũng chấp thuận tạm đình chỉ việc thực thi để Microsoft tiếp tục kháng cáo lên tòa án phúc thẩm như hãng này tuyên bố. Trước đó, trong đơn đề trình tòa án ngày 16 tháng 6, Microsoft phản đối lệnh của các công tố Mỹ vào tháng 12 năm 2013, yêu cầu cung cấp các bản sao thư điện tử lưu giữ trong các máy chủ ở Dublin, Ireland để phục vụ công tác điều tra. Đây là lần đầu tiên một công ty của Mỹ đưa đơn phản đối lệnh của chính phủ về yêu cầu cung cấp thông tin lưu trữ ở nước ngoài. Hành động của Microsoft đã nhận được sự ủng hộ của các tập đoàn công nghệ khác như AT&T, Apple, Cisco Systems và Verizon Communication. Các công ty này lo ngại họ có thể mất hàng tỷ đô la vào tay đối thủ nước ngoài nếu khách hàng lo sợ dữ liệu của họ không an toàn.